vâng xin chào mọi người thì mình là bơ vừa nay thì mình sẽ nói một số khái niệm cơ bản về sắc độ và mình có một số lưu ý đầu đó là thứ nhất là mình phát âm tiếng anh không giỏi lắm <laughs> nên là mọi người có thể nhìn chữ cái thứ hai nữa là có thể là cái này nó cũng còn một số thiếu sót đó thì mọi người có thể là bổ sung hay là mọi người bình luận thêm ở bên dưới và tài liệu ở đây thì được tổng hợp từ nhiều nguồn. Chủ yếu là từ cuốn How to Render. Giờ mình sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến khái niệm về sắc độ. Ở đây là gì? Thì hầu hết tất cả chúng ta là đều thích việc tô màu. Nhưng mà mọi người nên biết rằng trước khi học về màu sắc thì mọi người cần phải học về sắc độ, đây là một cái thành phần rất là quan trọng. Nó quan trọng như thế nào thì mình có một cái ví dụ sau đây. Thì đó, đây là một cái ví dụ mình đã soạn sẵn. Hình đầu tiên á thì mọi người thấy ở đây chỉ có sắc độ. Hình thứ hai là chỉ có màu sắc. Cái này thì nó cũng tương đối bởi vì những màu mình chọn ở đây nó cũng đã có thay đổi một chút sắc độ rồi nhưng mà nói chung là chúng ta hiểu chung chung là như vậy. Thứ ba là có cả màu sắc và sắc độ. Thì mọi người thấy đấy, một hình nó có chỉ có sắc độ mà không có màu sắc thì trông nó vẫn thành hình vẫn coi được, nhưng mà một hình mà chỉ có màu sắc mà không sắc độ thì nó sẽ không nhìn ra được cái gì hết. Thì đó, mọi người đã thấy được cái tầm quan trọng của sắc độ trong việc tô màu như thế nào có một ai đó đã từng nói rồi mà mình không nhớ tên đó là sắc độ làm nên tất cả màu sắc dành hết vinh quang thì sắc độ ở đây giống như là cấu tạo của bức tranh còn màu sắc nó giống như chỉ là một cái lớp áo khoác lên vậy vì thế mà việc học sắc độ rất là quan trọng cái vấn đề tiếp theo đó là, là nếu mọi người sử dụng Photoshop thì sắc độ nó sẽ được chia từ 0 đến 100% đó và có các giải sắc độ khác nhau như thế này. Truyền thống thì chúng ta sẽ chia nó làm ba tông đó là Dark tông, Mid tông, light tông có thể đó gọi là sáng, trung, tối đó. Tô màu thì chúng ta là thường được học về ba cái tông cơ bản này, đúng không ạ? và chúng ta sẽ đến chi tiết hơn về những cái thành phần của sắc độ đây là tài liệu dựa theo cuốn How to Render thì mình cũng đã có đầu rất nhiều tài liệu khác nhau và quyết định gọi là sử dụng tài liệu này vì đây là một cái đầu sách khá là mới nhất Trong phần này thì chúng ta sẽ không nói về vật lý chiếu sáng chúng sẽ bỏ qua để cho là cái bài nó sẽ rút gọn và dễ nhớ hơn nhưng mọi người nhìn thấy quả cầu này nó được chia làm hai phần đó là mặt sáng và mặt tối đó người thấy mặt sáng là khu vực được ánh sáng chiếu trực tiếp có thể là từ ánh sáng mặt trời hoặc nguồn sáng cục bộ như là đèn pin Mặt tối là khu vực không được tiếp xúc ánh sáng nhưng mà thường có thể là nhận được phản xạ ánh sáng phản xạ hoặc là từ môi trường xung quanh. Đó. Terminator thì cái này mình sẽ tạm dịch là đường trung gian. Đây là một cái đường chuyển tiếp giữa sáng và tối. Đó. Chính là cái đường này. Đường trung gian thì thường sẽ nằm ở vị trí mà tia sáng tiếp tuyến với bề mặt của vật thể. Đó. Nếu mà đây là cái tia sáng thì đây là bề mặt còn cái đường trung gian là ở đây. Nếu mà phương nó thẳng hơn thì sẽ là cái thế này còn đây là cái phương nó như thế này đấy ta có phần sáng phần tối đó đường trung gian co shadow thì chúng ta có thể tạm dịch như là phần tối cốt lõi cơ bản thì chính là cái mảng này thì nó bắt đầu từ cái đường trung gian trở xuống đây và nó trở nên sáng hơn do bị tiếp nhận ánh sáng phản xạ tạo nên một dải gradient cho những ai chưa biết thì gradient có nghĩa là một cái dải mà sắc độ nó chuyển từ đậm đến nhạt. Trong Photoshop cũng có một công cụ để có thể kéo ra để ẩn một cách nhanh chóng. Ở đây đó, ở đây có cả trong cái đầu sách này thì có cả hai khái niệm highlight, thụ động và chủ động. Thì trước giờ theo những các cách học truyền thống thì chúng ta chỉ biết đến cái highlight này là chính. Đây mình sẽ tô nó rõ hơn để mọi người nhìn thấy. Đấy cái highlight mà chúng ta biết trước giờ chính là cái này, cái này thì nó là một cái highlight ánh sáng khi mà ánh sáng nó phản chiếu về mặt vật thể vào góc của chúng ta nhìn và khi chúng ta thay đổi góc nhìn thì cái highlight này nó cũng sẽ thay đổi phụ thuộc vào góc của chúng ta. còn cái highlight bị động này đấy thì nó chính là cái phương chiếu sáng vào và nó sẽ không thay đổi cho dù là góc của chúng ta có thay đổi. Đó. Phản quang thì cũng khá là dễ hiểu đó chính là ánh sáng được phản xạ lại bề mặt vào quả cầu tạo nên sáng lên ở phần co shadow này. Các shadow thì chính là bóng đổ đó nếu mình về tia sáng đây đó mọi người hình dung được các shadow như thế nào chính là bóng đổ occlusion shadow thì đây chính là một cái dạng bóng mà xuất hiện ở những nơi bị khép kín nó có thể ví dụ như thế nào thí dụ đây là một cái mặt bàn và đây là một quả cầu thì nơi bị khép kín nhất là ở đâu chính là ở cái mặt này thì cái bóng này chính là xuất hiện nơi đó và thường sẽ là tối nhất. Đấy. Đó chính là các thành phần về sắc độ cơ bản. Khi mọi khi mọi người tô màu nắm giữ những cái yếu tố này thì mọi người có thể gọi là kết hợp với màu sắc có thể hoàn thiện bức tranh của mình. Thì mình dự định sẽ là chia sẻ một cách ngắn gọn để cho mọi người có thể gọi là tiếp thu một cách nhanh chóng và những cái vấn đề chuyên sâu hơn sắc độ thì chúng ta sẽ ở phần sau hoặc là sẽ ở trong cái phần tô màu trắng đen. Ok. Các mọi người đã theo dõi